Ok, xin chào tất cả các bạn nhé. Xin giới thiệu với các bạn, đây là một cái con quay mình gấp từ giấy. Và đây là cái cây tăm bông. Giờ bây giờ mình sẽ quay cái con quay để cho các bạn xem nhé. Đó, quay rất là tít. Rồi, tiếp cái nữa nhé. Đó. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ gấp cái con quay như này các bạn nhé. Trước tiên thì các bạn hãy cần chuẩn bị cho mình một cái tờ giấy và một cái tăm bông như thế này. Rồi, bây giờ mình sẽ gấp cái tờ giấy này để lấy một cái hình vuông. Đó. Bây giờ mình sẽ cắt bỏ cái phần này đi. Rồi ok. Và đây là một cái tờ giấy hình vuông các bạn nhé. Thì các bạn sẽ gấp đôi lại như thế này. Dùng cái tay kéo miết cái đường này cho nó in cái hẳn thành nếp luôn. Đó, rồi tiếp theo mình lại gấp tiếp một lần nữa. Rồi. Và đây là mình gấp chéo như thế này. Ok. Bây giờ bắt đầu mình lại lật sang nhé. Rồi, mình gấp chéo tiếp cái đường này nữa. Ok. Đấy, bắt đầu mình dở về. Mình lấy ngón tay mình ấn này xuống. Rồi bắt mình gấp theo cái chiều những cái nếp gấp cái này này. Đấy. Cho một cái hình vuông. Ok. Bây giờ mình gấp cái cạnh này vào. Rồi, tiếp theo là bên đây. Mình làm y chang nhau. Rồi, bây giờ mình lại chuyển qua phía sau. Tiếp tục. Có thể do cái bóng đèn của mình nó hơi chói các bạn nhé. Cho nên các bạn hãy quan sát cho nó kỹ cái cách làm của mình. Đó. Đây mình gấp như thế này đây. Bây giờ mình sẽ dỡ này ra. Đây mình bẻ này vào. Tiếp đến là bên đây. Đó, rồi mình bẻ này xuống. Tiếp theo, lại bên đây nữa, mình dở ra. Bẻ phần này xuống. Đó. Rồi. Bây giờ mình lật nó lên quay lại này. Lật lên lại này. Bắt đầu mình mở bên này ra. Mở bên này ra. Ở đây cũng mở bên này ra. Ok. Bắt đầu mình lật cái này lên.
bên đây cũng y chang, lật lên đó. Cái bước tiếp theo là chúng ta sẽ mở lên như thế này, bẻ phần này lại. Bẻ này xuống. À, đây mình vẽ này phần này cho nó đẹp đẹp tí. Bắt đầu mình vẽ này xuống đây. Đây. Đây các bạn lưu ý này, khi ở này mình vẽ là mình vẽ thẳng đây nhé. Đó, rồi bên đây cũng y chang. Đó, thì mình bẻ này xuống đây. Tiếp đến là cái này, mình bẻ xuống. Ok, bên mình lật cho phía sau. À, chỗ này của mình làm nó hơi nhanh tí. Kệ nó không sao. Bắt mình bẻ phần này lên. Nhét cái này vô đây. Đó. Rồi, tiếp thì đến là mình lại bẻ tiếp này lên. Đây là cái cuối cùng. Mình đúc cái đầu vào đây. Đấy. Còn đây là ở cái phía dưới này. Rồi ok, bây bắt đầu mình lấy cái tăm bông, lấy con dao mình cắt này. Đây các bạn cắt cái đầu cho nó nhọn nhọn tí. Rồi, bắt đầu mình cắm vào cái lỗ này. Đó, và như thế là ta được một cái con que rồi. À, bắt đầu chúng ta quay. Rồi ok, chúc các bạn thành công nhé và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Xin chào.